đã quay trở lại với nhà vườn Khánh Võ nha. Hôm nay thì các anh kỹ thuật vườn bên em đang hoàn thành giao trồng một cái đơn hàng rất là lớn cho anh khách VIP ở Long An. Và đây là những cận cảnh những cái cây bên em đã và đang trồng cho khách nè quý anh chị. Quý anh chị có thể nhìn thấy trước mặt em đây là hai cây liệu đỏ Ấn Độ. Cây này thì đã đạt độ tuổi cổ thụ rồi. Cây cao khoảng tầm 2,5 đến 3 m, vành gốc cực kỳ lớn, khoảng tầm 50-60 cm nha quý cô bác. Cây này thì ngoài việc cho trái ngon ra thì cây mình trồng tại sân vườn lớn thì đem lại may mắn cũng như là tài lộc cho gia chủ. Ngoài những cây ăn trái của Việt Nam thì anh khách này đặc biệt rất là yêu thích những cây ăn trái của nước ngoài, và đặc biệt là cây trà lạ Berhi Ấn Độ đang trái như là cây này đây quý anh chị. Cây này thì đã ra trái được vài mùa rồi, và anh chị có thể thấy là những cái tồn đọng lại của nó là những cái buồng trái này quý anh chị. Và cây này thì sau khi mà hạ đất tầm khoảng là vài tháng nữa thôi, bắt đầu nó sẽ cho trái một mùa tiếp theo nha. Và đây là hai cây cherry Brazil. Dòng này là dòng cây nhiệt đới nên là rất là dễ trồng cũng như là thích hợp với khí hậu Việt Nam mình. Cây thì những cái cây trưởng thành này đã cho trái rất là nhiều mùa, và hiện tại thì cây đang ra bông nha quý cô bác. Cây đang ra bông này. Đó, bông rất là nhiều luôn. Mình chỉ cần trồng cỡ khoảng tầm 2 đến 3 tháng nữa thôi là mình có thể thu hoạch rồi nha quý cô bác. Với quy mô hơn 2.000 m² và đầu tư hơn 40 tỷ cho một cái sân vườn, anh khách VIP Long An này đã rất là yêu thích những cây trồng Việt Nam và đặc biệt những cây ăn trái của nước ngoài, đặc biệt là những cây như là vú sữa tím nè, khế nè, hồng sim nè, và tới 12 gốc nhãn long cổ thụ hơn 50 năm tuổi nha quý anh chị. Trước mặt anh chị đây là một cây nhãn long ba thân rất là đẹp. Đây là một trong 12 cây nhãn long được anh khách này tạo về. Những cây như này thì quý cô bác có thể nhìn thấy gốc rễ rất là chắc khỏe, và cây hiện tại đang bung lại đọt nha. Đó, có cây đang ra bông luôn, sắp đậu trái. Đây là một loạt những cái cây sung Mỹ và cây nho thân gỗ cũng được anh khách hàng tại Long An này mua về trồng tại sân vườn nhà mình. Những cây như này thì gốc cổ thụ rất là to này, cây cũng đang có bông và đang có trái nha quý cô bác. Trong quan niệm dân gian, tháng 7 là một tháng được nhiều người cho rằng là không được may mắn. Tuy nhiên thì trồng cây là một điều rất là tốt, và đặc biệt là những cây phong thủy. Khách hàng trồng cây vào tháng 7 thì sẽ rước tài lộc và mang lại nhiều sự may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Cho nên có rất nhiều khách hàng của nhà vườn Khánh Võ đã và đang chốt những đơn hàng rất là lớn để bên em gieo trồng. Nhà vườn Khánh Võ luôn tự hào là đơn vị chuyên cung cấp những cây dòng cây cảnh và cây ăn trái nhập khẩu độc lạ tại Việt Nam. Quý khách hàng nào quan tâm có thể liên hệ tới nhà vườn Khánh Võ. Ở bên em sẽ có đội ngũ tư vấn nhiệt tình cho quý khách hàng ạ. Hotline 096 234 7777. Địa chỉ vườn 15 đường Sông Hành, phường Tân Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100 m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.